Hai cho anh em nào chị ở lớp mình từ lũ 98 ở đây video bán áp tập số 194 một áp ở server số 59 thuộc cái loại server lừa cũ lừa mới giống như server của mình các bạn ạ. Thời điểm này mình nghĩ là tầm đấy có lẽ là một cái server mình nghĩ là rất là hay ho. Thường thường là kim cương cũng khá khá, đội hình nó cũng bắt đầu vào hòm rồi, môn miếc nó cũng ở trạng thái lục thì full thì chưa được nhưng mà con thì có rồi, là môn miếc cũng thuộc lại hòm hòm, nhị môn tứ môn bắt đầu lên rồi. Đấy thì nó đỡ phải cái cũng nhiều. Các anh em xem vừa mới thì sẽ được gọi là chơi cày lại từ đầu, tức là nó theo ý muốn. Còn đâu chơi như này thì ở với cái ác ở xe vừa tầm giữa này thì thật sự các bạn là chỉ có gọi là nắn đội hình theo cho nó càng ngày càng mạnh hơn thôi, chứ không có chuyện gọi là remake lại xây dựng lại từ đầu. Còn những cái bác nào mà mua xe vừa rất là cũ ấy thì mình nghĩ là chỉ có nước là cái gì nhỉ, thật sự phải yêu thích meta đấy chứ xoay không xoay được nữa. Đấy là điểm khác biệt mình chia sẻ một tí về những cái ác ở những cái mức server nó khác nhau. Hiện đây ác này ở server số 59, cách mình có một server thôi. VIP thì cũng là VIP 7, vừa em làm siêu lợi tức kênh đây có 2 hôm thôi, siêu lợi tức còn tới 28 ngày. Ông ấy bán đi để mua một cái ạc VIP nó cao hơn, rồi nói chung thì top cao hơn, tiền tất nhiên nó cũng to, to gần gấp đôi hơn gấp đôi luôn. Đấy, thành ra là thôi bán đi. Kim cương còn siêu nhiều không các bạn, 70 kim cương. Và đội hình thì đang theo meta sang thì gấu theo đúng phong cách nhà đua ghi vòng 2 này luôn. Với lượng kim cương là còn lại khoảng 70 kim cương như thế này thì mình nghĩ rằng hoàn toàn nó có thể đua ghi một cách thoải mái. Mình ước chừng người ta sẽ thông thường sẽ bỏ ra khoảng 50.000 kim cương cho vòng đua này, để lấy hồn vũ khí cũng như là vòng quay luôn, 50.000 kim cương. Và đấy cũng là cái mốc mà nhà phanh gợi ý chúng ta đua lần này. Mình nghĩ rằng đấy những anh em nào mà đua lần này thì 50.000 là hợp lý nhá. Đấy là hợp lý đây. Đấy, các bạn thấy mốc cuối của nó là mốc này. Đấy, trong đó thì mình nghĩ là sẽ dùng khoảng 20.000 kim cương, 20.000 thôi chứ không còn 25.000 kim cương, vì đây nó cho 10 mảnh này rồi. 20.000 kim cương lấy hồn vũ khí và 30.000 kim cương để đua vòng quay. Nghĩa là vòng quay của bạn sẽ nó rơi vào khoảng độ mức là trên 5.000 điểm. Vòng quay ghi các bạn trên 5.000 điểm nhá. Đấy, khá là ngon. 7.000 thì nó lại hơi vượt một tí, trên 5.000 điểm. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là mình sẽ dành hơn đấy, tổng 50.000 kim cương đấy. Đấy thì các bạn sẽ còn dư lại là 20.000 kim cương cộng với lượng kim cương hồi lại từ dương kim cương mỗi lần quay và kim cương từ even tiêu kim cương thì nó hồi lại tổng cộng mình ước chừng nó rơi vào khoảng từ 15.000 cho tới 20.000 kim cương. Vậy mình tính rồi. Đấy, mình tính là kim cương thuần luôn các bạn nha, không chưa quy đổi đâu nha. Đấy. Thì tổng vệ sinh ác này sau khi đua xong thì mình nghĩ rơi vào khoảng 35.000 kim cương. 35.000 kim cương tích thêm 10.000 kim cương từ giờ cho tới lúc mà ngày nó ra mèo lần hai, mèo tới thì mình nghĩ là dư sức được 10.000 kim cương. Đấy, top của ác thì hiện nay anh em nào mà online thì top 1x trong đấu trường là hoàn toàn là có thể, còn không online thì ra top 2x các bạn nhá. Đấy, 29 với cả 30 hay là 28 là như nhau thôi. Ác 1,2 triệu lực chiến các bạn. Lấy ghi về chắc chắn là lọt vào top 1x, các bạn có thể gọi là yên tâm. Ok, còn đâu chưa có ghi thì công nhận là sáng thì gấu nó cũng hơi yếu một tí thật. Đấy, công nhận. Đấy, anh ra anh em nào mua hạc thì về mà nâng cấp. Đấy, uy lực thì nó cũng tầm top 1x 2x các bạn nha. Đấy, chắc chắn lấy ghi về thì nó sẽ cải thiện nhiều. Đấy, vì thật sự gấu hiện nay nó khỏe, chủ yếu mình nói thật là con ghi bá đạo các bạn ạ. Đấy, ok. Đấy, ở đây cho mình làm đúng thủ tục thôi, nhưng còn đâu check cũng đây từ đầu tiên là check nhanh xem có xí túi đâu môn miếng. Chứ nói chung ác này là ok rồi các bạn ạ, ngon đấy, kim cương siêu nhiều luôn. 70 kim cương các bạn phải tích như nào, các anh em nhìn thấy mình tích, mình bỏ ác mình thì mình bỏ qua xem mấy con bốt mình bỏ từ hồi con ghi đúng không, bỏ rồi ghi lần một, bây giờ ghi lần hai rồi. Đấy, tức là mình ăn chay trong vòng khoảng độ đến 2 tháng luôn rồi đấy các bạn ạ. Phải ăn chay đến 2 tháng rồi. Mà chưa lên tích, chưa tích 70.000 kim cương. Hay là chung vòng tích không? Cô đít hồn vũ khí rồi các bạn ạ. Semi-lôi bạn ấy đầu tư rất là ghê gớm đúng không? Instinct 6 sao luôn. Rồi môn luôn nhá. Thay thì mình nghĩ là thay thằng Mukai thôi. Lâu dài tất nhiên là không thể chơi Mukai được. Bán môn luôn các bạn nhá, từ chất 14 bá đạo đấy. Con này anh em nào mình nghĩ là mua ạc thì lên lục môn cũng được. Con này về sau chơi ở trong chế độ là chế độ viện trợ các bạn nhá, cực kỳ ngon luôn. Sau này nó còn cái trò là võ sĩ viện trợ cũng nhảy xuống đánh nhau được như võ sĩ thường. Đấy, về sau nó cũng sẽ update thôi. Đấy là mình gợi ý trước anh em nào mà chơi Gonit. Rồi, Anaheal nhị môn, Magaki cũng thế, Mukai không địch tiền, ba viện trợ này.
Dùng viện trợ còn Yuri hơi dở hơi nhỉ. Mình thật sự là mình cũng chưa thấy ai chơi viện trợ này đâu. Đây cũng không nắm rõ lắm. Thử xem cái hiệu quả của nó xem nào. Câm lặng à? Rồi, có gây hiệu ứng câm lặng 20% người võ sĩ. Tăng sát thương võ sĩ nam, không ăn thua mấy đâu. 10% thành 3% gây nói chung con này không không ngon các bạn nha. Anh em nào mua hạt thì mình đề xuất là gỡ. Đánh bao khi còn hơn thì các bạn, hoặc là Athena kiếm mấy con đấy không khó. Server mới khó, server cũ dễ lắm các bạn. Đúng không? Hết toàn bộ thông tin đạc mình đã check xong rồi đấy. Đạc bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 1,5 triệu cho mà AK 7.000 một cương. Và siêu lợi tức thì vừa mới lạp luôn, hết gần 400.000 lạp siêu lợi tức. Bạn nào mua ạc thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Ai chỉ chơi trên hiệu hành Android nha.